Biết thiệt chưa mày? Các pháp của vi đều là vô thường. Vô thường có nghĩa là thành trụ ngoại diện, sinh ra, lớn lên, già bệnh và chết. Trong cái tiến trình từ sinh tới diệt, nó mang theo nhiều thứ, mà thứ nào cũng là tốt đẹp hết đó, phải không thưa chư vị? Ăn xong rồi đi toilet nó cũng tốt đẹp vậy, tốt đẹp không? Rồi có chồng rồi đẻ con, tốt đẹp không? Rồi có của cải lo lắng, đúng không? Lo lắng đủ thứ, tốt đẹp không? Rồi khi mất mát buồn phiền, tốt đẹp. Nó là tốt đẹp đó thưa chư vị, không có xấu đâu. Tại vì nhờ nó mà ta mới giác ngộ được các pháp vô thường. Nếu nó cứ tồn tại mãi, ăn mà không đi toilet thì ta đâu có ăn được nữa, mà không ăn được nữa thì ta không cảm giác được các sự thay đổi của mắt tai mũi lưỡi, sự nhận thức nó thay đổi. Ăn một tô phở ngày đầu tiên, rồi 10 ngày sau cũng mỗi ngày ăn 3 tô phở, rồi tới 10 ngày sau ta sẽ biết cái nhận thức của ta về cái tô phở đó như thế nào. Thì lúc bấy giờ ta mới hiểu được thế nào gọi là vô thường. Nhờ có ăn, có đi toilet thì ta mới ăn nữa. Và chúng ta học thêm được một cái bài học là ăn để đi toilet, đi toilet để ăn. Là cái gì quý vị? Là sanh tử đấy. Sanh tử đấy, sanh tử ngay trong đời sống hàng ngày, nó chẳng phải chờ đợi chết rồi mới sanh. Nó ngủ rồi thức dậy, thức dậy rồi ngủ, ăn xong rồi đi toilet, toilet xong rồi ăn. Có ông nào mà không ăn không? Có bà nào không ăn không? Đừng thấy đó là chướng duyên, mà thấy đó là phước lớn. Nhờ có ăn, ta biết được ta đang ăn vì cảm xúc, ta đang dính mắc ngon, dở, thơm, thối, cứng, mềm, nóng, lạnh. Cái tô phở mà để nguội quá, để trong tủ lạnh, mới đem ra kêu ăn đi, đúng ngon phải không quý vị? Phải không? Tô phở đó phải đun nóng lên, sôi lên ta mới thấy ăn ngon. Cũng một cái tô phở đó nó cũng bấy nhiêu thứ thôi, cũng bột, cũng rau, cũng nước lèo, mà tại sao nó nguội ta ăn không thấy ngon? Có nhận ra không quý vị? Có nhận ra chúng ta đang sống làm nô lệ cho cảm xúc. Chúng ta đang sống, chúng ta làm nô lệ cho cảm xúc. Cảm xúc dục lạc, ưa thích. Lạnh quá ta không thích, mà biết rồi ăn rồi nó cũng đi toilet giống nhau. Nóng nó cũng thế, mà lạnh nó cũng thế. Có phải không thưa chư vị? Nhưng tại sao cái tâm ta không nhận ra? Sự nhận thức chúng ta không có mặt, và chúng ta đòi hỏi cái tô phở ăn phải nóng hổi, sôi lên sùng sục, bốc khói ăn mới ngon. Mà chúng ta ăn gì đây? Ăn để lấy các chất tinh bột, chất đường, chất đạm, chất béo để nó nuôi cơ thể, tại vì cơ thể nó thiếu mấy cái đó, hàng ngày nó đều thải ra.
tinh bột, đường, đạm, béo, nó bao nhiêu thôi, rồi trong cái đạm mà nó phân chất bao nhiêu chất nữa, cái chuyện nó tính sau. Nhưng đại khái nó có bốn cái thứ chính, và bốn thứ đó nó là cái gì? Nó là âm dương, nó là âm dương, nóng lạnh, cơ thể nó làm cho điều hòa. Quý vị nhìn thấy cơ thể chúng ta đi, xương thịt da thì gọi là các vật chất, tức là đất đi, nó do cái bao tử, bao tử là thổ tức là đất ăn vào, thì cái bao tử nó nhồi để nó nuôi, cho nên có xương thịt da. Rồi cái gì đây luân chuyển trong cơ thể chúng ta, trong cơ thể chúng ta nó luân chuyển có hai thứ. Thứ nhất là chất lỏng, đó là máu, đờm, rãi, nước tiểu, nước mắt, nó luân chuyển hết trong cơ thể chúng ta, đó là cái dạng lỏng. Và cái dạng thứ gì nữa là khí, tức là khi chúng ta hít thở vào thì cái oxy ấy, nó vào phổi, và cái oxy nó đi theo các cái tế bào, các cái hồng huyết cầu á, có oxy thì nó làm cho cái máu đen thành máu đỏ, và nó đi vào trong các cái tế bào tay chân, chỗ nào mà máu nó không tới, oxy nó không tới, thì cái ngón tay ngón chân nó từ từ nó rút, tại nó không có dinh dưỡng. Cơ thể chúng ta nó chỉ có bấy nhiêu thôi, và trong cái khí đó, cái không khí chúng ta thở vào đó, thì nó có oxy, oxy là nóng, oxy bản chất của nó là nóng, tức là đốt cháy, hễ có oxy thì mới đốt cháy, không có oxy là nó tắt. Bất cứ cái vật gì cũng vậy, đang cháy mà không có oxy là tắt, có oxy là cháy tiếp. Cơ thể chúng ta đất nước gió lửa là như thế, tức là nó là tập hợp của những thứ lủng củng hỗ trợ lẫn nhau để cho nó tồn tại. Khi quý vị đang nằm ở trên giường hoặc quý vị muốn ngồi dậy thì quý vị phải làm sao? Phải hít thở vào rồi mới chống tay được, nếu không hít thở vào không bao giờ ngồi dậy được. Đó là gió đấy, gió là ám chỉ sự phòng xẹp, đứng dậy hoặc ngồi xuống đều phải có gió. Đất nước gió lửa nó cấu tạo nên con người, làm sao cho con người nó tồn tại. Hàng ngày đất nước gió lửa đều bị hao hụt vì các hoạt động sự sinh tồn của nó, cho nên nó phải ăn vào, nó phải ăn vào, ăn tinh bột, ăn đường, chất béo, ăn rau củ này kia các thứ, nó đủ các thứ đạm sinh tố để cho nó tồn tại. Như kính thưa chư vị, khi chết thì cái thân này tan rã, đất nước do lửa tan rã mất hết, năm uẩn sắc thọ tưởng hình thức cũng mất hết, vì các sự tương tác của sắc cho nên mới có thọ tưởng hình thức, vì có thức cho nên mới nhận biết rằng đây là ớt đỏ, cà tím, cái thức nó nhận biết. Nhưng khi chết cái thức cũng mất luôn, cái thức là consciousness, nó mất hết. Thế thì cái gì đi tái sanh? Đất nước gió lửa phá hết, sắc thọ tưởng hành thức mất hết, cái gì còn đi tái sanh? Cái gì còn đi tái sanh? Thân không còn, tâm cũng không còn, thế thì cái gì đi tái sanh đây? Nếu ta không hiểu được thì ngày ta cứ cúng cha cúng mẹ, ngày giỗ,
tao cúng rồi dặn con mình nữa, mai mốt mẹ chết nhớ cúng nha con. Cúng rồi để về ăn, cúng để về ăn, tức là không chịu đi, không chịu đi siêu thoát, đòi về ăn. Thế là cái tưởng, tưởng tượng ăn có được đâu. Khi nào quý vị cúng mà quý vị thấy tự nhiên á, cơm canh từ từ nó vơi 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 vơi, vừa mới đem tô canh lên thấy nó vơi, có dám đứng lại không, chắc chạy mất tiêu. Cho nên thực tế những lời Đức Phật dạy cho thấy các pháp hữu vi đều là vô thường, ngay cả cái tâm nó cũng vô thường, thân thọ tâm pháp đều là vô thường. Này các chư tỳ kheo, Đức Phật hỏi ở trong bài kinh Vô Ngã, này các chư tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Nếu nó sắc là vô thường mà dính mắc tới nó thì hạnh phúc hay khổ đau? Bạch Đức Thế Tôn, nếu nó là vô thường mà ta dính mắc, mà ta dính mắc thì dễ dẫn tới khổ đau. Này chư văn thánh đệ tử, đã biết rằng các pháp là vô thường và dính mọi sự dính mắc đều dẫn tới khổ đau, vậy có nên dính mắc không? Ta bạch Đức Thế Tôn, là đệ tử của Phật, chúng con phải ly khai, không dính mắc, không dính mắc, không dính mắc các pháp hữu vi. Làm sao biết để mà không dính mắc? Tức là phải có nhận thức, phải có nhận thức biết rằng nó là vô thường mà dính thì nó khổ đau, tức là phải có nhận thức. Và kính thưa chư vị, cái mấu chốt ở đây nè, làm sao có nhận thức, làm sao có nhận thức, phải có chánh niệm. Ông có chánh niệm mà không có nhận thức nổi, mắt nó nhìn nó bị quyến rũ liền, mũi nó ngửi cái mùi thơm là nó bị quyến rũ liền. Đó là trạng thái của tâm, tâm bất định, dính mắc đấy, dính mắc. Và tất cả mấu chốt của nó, của đạo Phật chỉ có một chữ thôi, đó là thủ, là dính mắc, mà tiếng Anh nó gọi là craving, craving. Vì ta ưa thích cho nên ta dính mắc, vì ta ghét ta cũng dính mắc nữa, ghét nó dính mắc còn nhiều hơn nữa, dính tới mức mà thấy mặt xa xa là không muốn nhìn rồi, dính mắc nó mới biểu hiện ra vậy chứ. Nếu người dưng thì đâu có phải mà tránh né nhau, phải không thưa chư vị? Cho nên cái trạng thái tham sân, tức là trạng thái đẩy ra hoặc kéo vào, mà nếu ta không nhận biết ở trong tâm ta thì thưa chư vị, nó luôn luôn có mặt đấy. Tham sân vì sao? Vì dính mắc. Nếu tôi không quan tâm ông đó, không toàn không quan tâm bà đó, thì hà cớ gì mà tôi phải nói này nói kia, hà cớ gì mà tôi phải thích thú hoặc là phiền não. Tại vì cái thích thú và cái phiền não là cái nhơ uế của tâm, cái đó là cái nhơ uế của tâm, mà tâm đó là tâm tôi, chẳng có dính líu gì tới cái ông cái bà kia hết á, cái đối tượng. Và khi tôi thích thú người đó, ưa thích người đó, là tôi đã dính mắc người đó, mà tôi chán ghét người này thì tôi cũng trong cái trạng thái dính mắc. Nếu không dính mắc thì hà cớ gì mà mọi sự dính mắc đều làm uế cái tâm, dẫu là tham hay sân, thích hay ghét.
Đạo Phật nó quy lại chỉ có mỗi một chữ thôi, thì chính mắt. Nó không phải tham ái đâu, không phải vô minh đâu, mà là dính mắt. Chìa khóa là ở cái chỗ dính mắt. Tiếng Anh clingy, attachment, dính mắt, nóng dữ. Vì ta không biết rằng các pháp vô thường, cho nên ta nóng dữ, ta dính mắt, nói rằng đối tượng ấy là như thế, tôi không thích. Tôi không thích thì tôi tâm phiền não. Phiền não sân hận. Tôi đi theo cái nghiệp của sân hận. Đó là nghiệp ý. Ý dẫn đầu các pháp, ý tạo tác, ý làm chủ. Ở trong kinh Pháp Cú. Thế thì chỉ vì giận một người mà ta phải đi tái sinh trong cảnh khổ thì có nên không thưa chư vị? Có nên không? Còn bao nhiêu kiếp nữa để ta tiếp tục ta quay lại ta gặp người đó? Cũng ở trong kinh Pháp Cú, hai người đàn bà sân hận với nhau 500 kiếp làm cầm thú, người này làm con chuột, người kia làm con mèo. Chỉ vì sân hận. Tại sao có sân? Tại vì ghét. Tại sao ghét? Tại vì dính mắc. Dính mắc vào đối tượng của tâm, đối tượng của tâm. Và vì dính mắc cho nên nó tạo nên năng lượng gọi là năng lượng nghiệp, nghiệp năng. Và bất kể nó là thiện hay bất thiện, hay có nghiệp năng, tức là củi thêm, thì thưa chư vị, lửa cháy tiếp, lửa cháy tiếp, và tiếp tục sanh tử luân hồi. Vì còn lửa thì xăng còn xe chạy tiếp, còn lửa thì lửa cháy tiếp, còn củi thì lửa cháy tiếp, cứ như vậy. Vậy thì cái niết bàn là gì? Niết bàn là để nó nguội đi à, nibbana, niroda, để cho nó nguội đi. Tức là ta nguội cái tâm ra đi, đừng có khen chê, đừng có dính mắc. Người ta xấu, mình ngỡ là người ta xấu, nhưng mà người ta xấu ở trong cái hoàn hảo, trong cái nghiệp của người ta. Cái người què chân nó đều hoàn hảo hết, nó không có què chân đâu, nó hoàn hảo trong cái nghiệp của nó. Tiền kiếp nó như thế nào cho nên kiếp này nó mới què. Người mù cũng vậy, người điếc cũng vậy, người câm cũng vậy, nó đều hoàn hảo trong cái nghiệp của họ. Nhưng đối với chúng ta nhìn, chúng ta tâm khởi phân biệt, nói người ngày này mù. Chúng ta khi phát biểu rằng người này mù là lập tức chính chúng ta đã mù, mù với chánh pháp. Chúng ta đã không thấy rằng người ấy hoàn hảo trong cái nghiệp của họ, vì cái nghiệp của họ cho nên họ mù. Mà nay ta lại đem cái mù của họ vào trong cái mù của ta, vào trong cái tâm ta, và nói rằng người ấy mù, tức là tâm phân biệt, có mù có sáng. Mẹ tâm phân biệt tức là tâm ma. Ở trong kinh Bahiya, Đức Phật dạy cho ngài Bahiya, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái thấy chỉ có cái thấy. Tức là trong cái thấy đừng để cho năm cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức nó phát tác. Tôi chỉ thấy vậy thôi, tôi chỉ nghe vậy thôi. À, nghe âm thanh, biết âm thanh. Nhưng mà nếu tôi phát hiện ra đó là tiếng chim hót thì lập tức cái ấn tượng, cái thức ấy, nó nhớ chim hót thì hay à, nó dính tới cái hay. Hay thì thích, thích thì ghiền, ghiền là dính mắc. Đấy, tức là nó theo một cái chuỗi sanh tử liên tục. Cho nên khi tu chúng ta nghe, chỉ biết nghe thôi,
Nghe có tiếng động, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, chuột kêu, tiếng hàng xóm bà đang thủ thỉ với chồng mình. Nghe biết, nghe, nhưng đừng có khởi tâm lên. Tới đây chồng tôi, bà hàng xóm bà thỏ thẻ với chồng tôi phải sang tôi hỏi tội bà. Tức là thì chính đó, nó là một chuỗi liên tục, nó nhanh lắm, trong một giây thôi nó cả hàng tỷ cái tâm nó sanh diệt liên tục như vậy. Và để cho chúng ta dính mắc, và thưa chư vị, dính mắc thì sao? Dính khó gỡ lắm, và chính cái dính thế này dẫn ta đi tái sanh đấy. Vì cái dính đó ta xác nhận bản ngã, tôi là, tôi đã là, tôi đang là, tôi đã biết, tôi đang biết, và cái biết của tôi là đúng. Tức là thân kiến ấy. Đấy, thân kiến tà kiến, vì sự nhận biết đó sai lầm. Tại sao sai lầm? Tại vì không biết rằng các pháp đều là vô thường. Sự nhận biết nó do năm uẩn mà có thôi. Cho nên ở đây muốn từ bỏ cái sự dính mắc, clinging, attachment, attachment, clinging, phải từ bỏ nó đi, phải buông. Có một cái sự nhận lầm về bản ngã thì đưa tới giải thoát. Đã tin sâu tam bảo, tin sâu nhân quả mà không phá được bản ngã. Tôi tu nè, bà không có tu. Tôi tu đúng nè, bà tu sai. Tất cả đều xác minh ra bản ngã. Tôi tu đúng nè, sư tu sai rồi, đều xác minh lên bản ngã, xác minh lên sự hiện hữu của năm uẩn và dính mắc vào cái năm uẩn đấy, sự tương tác của năm uẩn. Mà khi có sự dính mắc thì nó làm nhơ uế cái tâm, vì cái tâm bản chất nó là tự do, nó gặp nó như gió, gió đi ngang đồng trống đồng lúa thì nó có mùi thơm, mà gió đi ngang cái đám cầu tiêu thì nó có mùi thúi. Lỗi tại gió hay lỗi tại cái gì? Lỗi tại cầu tiêu, lỗi tại đồng lúa, hay lỗi tại cái mũi của mình? Cũng không phải lỗi tại cái mũi của mình nữa đâu, mà lỗi tại cái thức. Tại vì mình đã có thành kiến về vấn đề đó, về đối tượng đó. Mà hễ đã có thành kiến rồi là đều có dính mắc. Mà hễ có dính mắc tức là nhơ uế tâm. Tâm mà có dính mắc là tâm nhơ uế. Cho nên Đức Phật dạy cho ngài Bahiya, và ngài đi có thời gian ngắn à, ngài không có ngồi thiền, ngài vừa đi vừa chiêm nghiệm mà ngài chứng A-la-hán. Này Bahiya, nếu ngươi muốn giải thoát thì hãy lắng nghe Như Lai dạy. Trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong ấy không có ông, trong cái hiểu biết chỉ có cái hiểu biết, trong ấy không có ông. Và vì không có ông cho nên không có ông đời này, không có ông đời sau. Nghe nhận biết đó là âm thanh, âm nhận biết đó là đỏ xanh vàng trắng tím, nhưng không có ớt đỏ, không có cà tím. Tại vì hễ có ớt đỏ có cà tím là có ấn tượng, là có định kiến. Và hễ có định kiến thì thưa chư vị, có dính mắc, có sự nhận thức dính mắc. Và dính mắc thì sanh già ưu bi khổ não, thủ hữu sanh tử ưu bi phiền não, cứ liên tục như vậy. Và trong thập nhị nhân duyên, Đức Thế Tôn đã khám phá ra đây là cái định luật
Đức Phật không có chế ra cái luật gì hết á, nó là như vậy từ lâu rồi, vũ trụ mà ngài khám phá ra, cũng như nhà khoa học đại tài khám phá một cái nguyên lý nào đó trong vũ trụ, ngài khám phá ra, hễ còn dính mắc thì còn nhờ huế tâm, mà còn nhờ huế tâm thì có mặt sự hiện hữu, có sự hiện hữu thì có sanh già bệnh chết. Ở trong tâm chúng ta đó, à, nó có đúng có sai, mỗi người đều hoàn hảo trong cái nghiệp của họ, chẳng có ai hơn, chẳng có ai thua hết, chẳng có ai kém, chẳng có ai thấp hèn nữa. Tại vì các bậc A-la-hán cũng có những quá khứ như ngài Angulimala là thánh giả A-la-hán, nhưng mà ngài cũng có một quá khứ đấy, quá khứ của ngài là giết 999 người, nhưng rồi ngài cũng có một tương lai, tương lai là chứng A-la-hán. Cho nên đừng nhìn quá khứ, đừng nhìn tương lai, tại vì đó là tiến trình của nghiệp. Khi xả bỏ được hết rồi thì ngài chứng A-la-hán. Ngài Bahiya cũng vậy, tại vì nghe nhìn ngửi đếm đều có thành kiến, thành kiến về đối tượng, về đề mục và định hình cho cái đề mục ấy, và khi định mình thì xuất thọ ái, cái nào thích cái nào ghét, tâm sân khởi của mình có quan sát được không? Nếu không quan sát được thì tiếp tục nó đi theo cái con đường của nó, tức là dính mắc. Dính mắc là tạo nghiệp, tạo nghiệp tới ý, tới khẩu, nơi thân, để rồi tiếp tục sanh tử ưu bi phiền não, chẳng có ai giúp được ai hết, mà cũng chẳng có ai cản được ai hết. Đức Phật còn không cản được vua Lung Ly phản sát dòng họ Thích mà, cho nên Đức Phật còn không cản được khi nghiệp nó đã trổ, thì không ai giỏi hơn Phật. Cho nên hãy lo cho thân chúng ta, chớ lo cản cho người khác, chớ lo giúp cho người khác. Nếu Đức Phật giúp được, Đức Phật giúp hết mọi người chứng A-la-hán rồi, Đức Phật không làm được. Chúng sanh đi theo nghiệp, Đức Phật chỉ đường thôi, ở đây là con đường đi sai không đi, đâu phải lỗi của Phật, Phật chỉ cho đấy, ở đây là con đường đi tới Niết Bàn, đây là cách đi, còn tùy sau khi ngài chứng đắc, vì ngài thấy cái pháp nó vi diệu vô cùng và rất là khó hiểu, cho nên ngài mới vẽ ra cái bản đồ là trong đó Bát Thánh Đạo là con đường đưa tới sự giải thoát rốt ráo, nâng cao sự nhận thức, xả bỏ mọi sự dính mắc. Đạo Phật nó chỉ giải quyết có một cái bài toán, và bài toán có một cái ẩn số, ẩn số đó là dính mắc. Hãy có dính mắc thì có ô nhiễm, hãy có dính mắc thì có hữu, thủ hữu để tiếp tục tái sanh, hãy có dính mắc thì có khổ não, kể cả ý kiến, kể cả ý kiến. Nên nhớ các vị thánh giả cũng có một cái quá khứ, đừng nhìn quá khứ của các ngài, và bất cứ một cái tội đồ nào cũng có một tương lai. Ngài Angulimala khi đi theo Đức Phật thành tựu rồi, cạo đầu rồi, nhà vua đòi truy lùng, tới nơi gặp Đức Phật
hỏi thăm. Đức Phật nói nếu bây giờ ta chỉ cho ông cái người mà ông tìm thì ông sẽ đối xử sao? Nếu người đó cạo đầu ba y một bát thì nhà vua nói con sẽ cúng dường. Đức Phật mới chỉ cho Hạng Gunimala đấy, ông đây đấy. Nhà vua hết hồn, nhưng ngài phát nguyện từ nay trở đi con sẽ cúng dường. Cái tâm của nhà vua từ lúc muốn đi mất, tức là ghê sợ, sợ hãi, nhưng tới khi thấy ngài Angulimala đã đi theo Phật bay bát đầu trọc thì lại chuyển cái tâm trở thành ra cúng dường. Đấy, sự chuyển tâm nó rất là quan trọng lắm thưa chư vị. Cho nên tu tập ở đây ta phải nhận thấy mọi sự dính mắc đều dẫn tới nhơ quế, đều dẫn tới khổ đau. Vì mọi sự dính mắc nó sẽ dẫn tới cái sự có mặt của thân, khẩu, của ý. Nếu muốn tu giải thoát, đạo Phật chỉ có một cái chìa khóa duy nhất: đừng có dính mắc. Và Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ, chớ có dính mắc bất cứ một điều gì, chớ có dính mắc bất cứ một điều gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.